Tôi đang giới thiệu đến quý vị và các bạn một đôi loa của hãng Victor Nhật Bản, đó là đôi loa Zezo 5. Dòng Zezo này thì có rất nhiều model, nhưng đây là model Zezo 5. Quý vị thân mến, trước mắt quý vị là toàn cảnh đôi loa Victor Zezo 5 của Nhật Bản. Vừa quan sát từ phía trước, quý vị nhìn thấy ngay đây là một đôi loa sử dụng 3 đường tiếng. Ở phía dưới cùng của nó là một bát 30 sử dụng màng giấy gần mút. Một trung đôm, ở hai bên của trung đôm được bố trí rất đối xứng, đó là hai lỗ thông hơi. Phía trên cùng đó là một chép điện, và bên tay phải của nó đó là một vi tinh chỉnh để chỉnh dài mid và dài high. Như vậy là quý vị thấy rất rõ, đây là một đôi loa khá hài hòa về hình thức cũng như là cấu trúc của loa. Ở phía trên là một chép điện, quý vị biết là chép điện thì nó sẽ có khả năng lên được những giải tần rất cao, thậm chí là đạt đến những giải tần mà ngoài khả năng nghe của tai người, mà chúng ta nghe gần không thấy được, mà chỉ có nghe xa, hoặc là nó có tác dụng làm cho bản nhạc sáng hơn. Như vậy là đôi loa này giải cao của nó rất tốt. Đặc điểm của dòng trung đôm quý vị đã biết ở những clip trước tôi giới thiệu rồi, thì trung đôm nó sẽ rất chi tiết và trầm ấm, giọng của ca sĩ rất thật. Và hai lỗ thông hơi nó bố trí ở ngang thân loa và đối xứng ở hai bên của trung đô. Như vậy nó sẽ tạo ra một cái luồng không khí, khi mà tiếng bass nó dao động thì nó sẽ đối xứng với phía người nghe của chúng ta, thì nó sẽ góp phần làm cho chúng ta cảm nhận được cái sức sống của sân khấu cũng như sự dữ dội của sân khấu nếu chúng ta nghe những thể loại nhạc mạnh. Và điều đặc biệt nó bố trí đó là một bass ở phía dưới là màng giấy bass 30 hay còn gọi là bass 3 tấc và được lồi ra phía ngoài. Quý vị nhìn thấy thì nó rất là hầm hố. Bát của nó có vành lồi phía ngoài, nhìn rất là hầm hố. Và tất cả nó được cố định với thân loa bằng những chiếc ốc lục giác, nếu như không có đủ dụng cụ thì rất khó mà tháo ra được. Thùng loa thì quý vị nhìn thấy nó còn khá là nguyên vẹn, không có một vết sứt nào cả. Nó chỉ có màu sơn nó ngả đi theo thời gian thôi. Đấy là quy luật của tạo hóa là đương nhiên rồi. Còn nguyên cả những part của nó, số series, quý vị nhìn thấy vẫn thấp thoáng chữ Made in Japan. Và đây là toàn bộ thông số của nó, Victor Model Zero 5, công suất cực đại 120W, như vậy là quá đủ. Và trở kháng của nó là 8 ohm, rất thông dụng, như vậy là chúng ta có thể dùng bất cứ âm ly nào có thể đánh được nó rất dễ chơi. Và loa này được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO của Nhật Bản, Made in Japan, vị thấy rất rõ đấy. Và vẫn đặc điểm của nó đó là sử dụng những cái bát vít của những dòng loa cổ. Đây là cái đặc điểm chung của các hãng này. Ở thời điểm này thì rất nhiều hãng cũng sử dụng chung cái kiểu bát vít như thế này. Đấy, quý vị thân mến, như vậy là chiếc loa bên phải cũng như chiếc bên trái là còn khá là nguyên vẹn. Quý vị nhìn là thấy ngay lưng của nó, toàn bộ bốn góc của thành vách của nó còn rất là đẹp. Đây là cái giấy dính đấy ạ. Đôi loa này chơi đa thể loại nhạc, nhạc vàng, nhạc trẻ và nhạc liên khúc, nó thể hiện rất xuất sắc. Quý vị thân mến, đôi loa như thế này mà đẹp, với tình trạng đẹp như thế này chúng tôi nhập về chưa dùng ở Việt Nam lần nào. Chúng ta phải phân biệt được nó với hàng đã được quăng quật và được sử dụng ở những người mà người ta thiếu cái tinh thần trách nhiệm đối với lại những cái đôi loa của mình. Có những người thì có những đôi loa rất đẹp để trong xó nhà nhưng nó đã mục mủ nát từ bao giờ nhưng không để ý đến, vì người ta không yêu âm nhạc, người ta không trân trọng những cái đồ vật như thế này. Nhưng còn những người mà có sở thích yêu âm nhạc như chúng ta thì những đôi loa như thế này trong nhà thường được chúng ta để lên rất cao, sau đó là chúng ta thường xuyên vệ sinh, lau chùi và ngắm nó, trân trọng, nâng niu nó. Nó như một vật tri kỷ, nó như một người bạn vậy. Đó cũng là điều đương nhiên thôi. Những đôi loa như thế này với người yêu âm nhạc thì nó vô giá, nhưng với người không thích âm nhạc thì nó chẳng là gì cả, cho không người ta cũng không lấy. Quý vị thân mến, sau đây tôi sẽ cùng quý vị và các bạn test một đoạn để chúng ta kiểm chứng khả năng chơi nhạc của nó. Chỉ có đôi loa được nâng niu thì nó mới đẹp như thế này quý vị ạ. Nàng thân đi về trong lối xóm qua trước
sân nhà tôi. Một chiều nàng thấy tôi nhìn vui nghiêng non trên biển hé môi cười. Chiều vàng dần tàn ánh nắng lấp lánh như đùa mái tóc buông lơ. Quý vị muốn tham khảo giá của đôi loa này xin hãy nhắn tin cho tôi. Số điện thoại Cương Audio Lai Châu 0918 099 388. Xin nhắc lại Cương Audio Lai Châu 0918 099 388. Tiếng chép của nó lên rất cao nhưng lại rất dịu quý vị ạ. Đặc biệt là tiếng trung đôn nó làm cho giọng ca sĩ rất thật. Tôi đang test nó với chiếc âm ly Surgut của Nhật Bản. Quý vị có nhu cầu mua đôi loa này xin liên hệ với Cương Audio Lai Châu theo số điện thoại 0918 099 388. Giao hàng toàn quốc.